Những năm trở lại đây, cây quế được nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai lựa chọn là cây trồng chủ lực để xóa đói giảm nghèo. Với đặc tính dễ chăm sóc và cho thu nhập cao, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng quế. Tuy nhiên, việc ồ ạt mở rộng vùng trồng đang khiến cây quế đứng trước nguy cơ phát triển thiếu bền vững. Xã Vĩnh Yên có hơn 3.000 hecta quế. Từ đầu năm 2022 đến nay, diện tích quế được trồng mới của xã lên tới 100 hecta, vượt 150% kế hoạch được giao. Diện tích liên tục được mở rộng trong thời gian ngắn, khiến cây quế ở Vĩnh Yên đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng về năng suất và chất lượng. Vừa rồi một số hộ đấy thì cũng thực sự ra đấy thì trong quá trình mà tỉa cánh lá ấy, cũng rất là sót. Nhà thì trồng thì khoảng cách cây với cây ấy, thì có nhà thì trồng cách nhau có 80 phân thôi. Đấy thì sau khi mà qua thời gian chăm sóc ấy thì đối với dân mà trồng dày như thế thì tốc độ phát triển của cây quế nó rất chậm. Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ có khoảng 55 hecta quế. Đến thời điểm này, diện tích quế đã đạt trên 53.000 hecta với quy mô lớn thứ hai toàn quốc. Nhưng quế ở Lào Cai vẫn chủ yếu được trồng theo kinh nghiệm truyền thống, mật độ dày và năng suất còn thấp. Các sản phẩm chế biến từ quế mới chỉ dừng lại ở dạng thô, giá thành không cao và thị trường tiêu thụ thiếu bền vững. Nên là chúng ta phải đi sâu vào không chỉ diện tích mà vấn đề phát triển chiều sâu, vấn đề về quy hoạch giống, vấn đề về chất lượng, vấn đề về liên kết và đi vào sản phẩm chế biến thì thay vì chạy theo cái số lượng. Quy hoạch làm sao các nhà máy và các vùng trồng nó phù hợp và hạn chế mở những cái đơn vị thô để tập trung cho những đơn vị lớn, người ta làm ra sản phẩm giống như làm ra sản phẩm mà nó có thương hiệu, nó có thị trường. Tỉnh Lào Cai đang tập trung quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu theo hướng hữu cơ do người dân xây dựng và có liên kết với doanh nghiệp. Tỉnh cũng kêu gọi doanh nghiệp đầu tư theo hướng chế biến sâu, tìm kiếm thị trường, hình thành chuỗi liên kết về việc ươm, trồng, chế biến đến tiêu thụ. Và vì doanh nghiệp thì họ có cái điều kiện họ tiếp cận với các cái thị trường, thì chúng ta sẽ tìm kiếm được các cái thị trường mới, đặc biệt là các cái thị trường khó tính nhưng mà cái giá trị lại rất là cao, ví dụ như là thị trường của châu Âu hoặc là thị trường của Mỹ. Doanh nghiệp thì người ta lo được đầu ra, nhưng mà nông dân ấy là người cầm cái cây để trồng ngay từ đầu. Và quá trình canh tác như vậy thì lại góp phần làm sao để tạo ra cái vùng nguyên liệu. Kiểm soát tốt vùng trồng, đảm bảo chất lượng quế là điều kiện quan trọng để bảo vệ thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh, giúp sản phẩm quế Lào Cai vươn tới nhiều thị trường trong và ngoài nước.